Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất trở thành phố đêm. Địa điểm được đề xuất làm phố đêm Chợ Lớn là khu vực chợ Bình Tây, quận 6. Đây là một trong những khu chợ sầm uất lâu đời bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, nơi đây là điểm đến tham quan lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Được biết, các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây luôn tấp nập, đông đúc người đến tham quan, mua sắm. Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh vào dịp cận Tết Nguyên Đán. Theo kế hoạch, tại 4 tuyến đường dự kiến sẽ khai thác không gian trên vỉa hè để làm phố đêm Chợ Lớn, bao gồm đường Nguyễn Hữu Thuận, Tháp 10, Lê Tấn Kế và Trần Bình trước mặt chợ Bình Tây, từ đường Nguyễn Xuân Phụng đến đường Chu Văn An. Tại các tuyến đường kể trên, tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phức tạp. Cụ thể, tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên đường Tháp 10 để buôn bán, kinh doanh diễn ra tràn lan làm cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Bên cạnh đó, đường Tháp 10 đoạn trước chợ Bình Tây giao thông diễn biến phức tạp. Tình trạng xe dừng, đổ để đón trả khách, vận chuyển hàng quá diễn ra liên tục tạo cảnh tượng nhếch nhác. Tương tự trên đường Nguyễn Hữu Thuận, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xe dừng, đổ không đúng quy định làm cho tuyến đường thường xuyên ùn ứ. Trước thực trạng đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho rằng cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi thực hiện đề án phố đêm Chợ Lớn. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 6 nghiên cứu bổ sung một số đoạn đường nội bộ, giao thông khu vực, hạn chế thực hiện kinh doanh ẩm thực và hoạt động phụ trợ trên đường, trục đường liên quận. Từ đó, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông thành phố. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết quận 6 chưa có đánh giá tác động giao thông, nên chưa có đề xuất phương án tổ chức giao thông thay thế phù hợp trong thời gian tổ chức phố đêm Chợ Lớn. 6 khu vực dự kiến sẽ làm phố đêm Chợ Lớn gồm: khu A, khu sáng tạo đường Nguyễn Hữu Thuận sẽ bố trí gian hàng xe tải kinh doanh thực phẩm. Khu B, khu bản sắc Sài Gòn Chợ Lớn vỉa hè đường Tháp 10, từ đường Nguyễn Hữu Thuận đến đường Trần Bình, bố trí gian hàng xe đẩy tay mini. Khu C, khu năng động, vỉa hè đường Tháp 10 từ đường Lê Tấn Kế đến đường Nguyễn Hữu Thuận, bố trí gian hàng xe đẩy tay. Khu D, khu sân khấu dọc sân trước chợ Bình Tây. Khu T, khu gian hàng cố định và bãi tập kết xe đẩy, vỉa hè xanh trước chợ Bình Tây, tiếp giáp đường Tháp 10. Khu B, khu bãi giữ xe, vỉa hè đường Nguyễn Xuân Phụng, Chu Văn An, Tháp 10, Trần Bình và Lê Tấn Kế. Bên cạnh đó còn có khu vực tiểu cảnh, ánh sáng nghệ thuật, không gian cộng đồng, văn nghệ đường phố, quảng trường trung tâm, tổ chức sự kiện tổng hợp và nghệ thuật cộng đồng. Ngoài ra còn có văn phòng ban quản lý và nhà vệ sinh công cộng. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!